có ba đàn cọc con nó sàn sàn tuổi nhau cho nên là quay cùng nhau luôn. Đây. Bây giờ thì có thể xác định được là toàn cọc tịt. Có 11 con thì có một con đuôi dài. Ra đây nào, ra đây. Quấn người. Xin chào. Xin chào. Xin chào, xin chào. Uống nước ở đây. Rồi. Đỡ vướng cái chỗ máy quay. Xem nào. Bọn trắng này coi như là cọc tịt hết này. Như này bọn này là tất cả bọn này là tính là cọc tịt hết rồi. Mỗi cái đầu chấm này, coi như là cọc tịt. Có thằng này là có thằng vàng này là có một tí này. Thằng vàng này có tí đuôi này. Nhưng đuôi cúp xuống rất là đẹp. Vạn này, tịt này. Thằng vàng này dài đuôi. Thằng vàng này dài đuôi là thằng vàng đực. Thằng vàng đực này là có chủ đạp rồi này. Vàng đực này là có chủ đạp rồi. Một thằng này. Em cái này, em cái ba màu này. Đây này. Gọi là bạch cẩu này. Bạch cẩu này. Hoàng đầu này. Đầu vàng này. Thân bối nguyệt này. Chấm tròn ở trên lưng này. Đấy. Chó này là tướng là hơi bị quý. Có hình mặt trăng ở giữa lưng này. Đấy. À, đây là con cái này. Cái này giữ lại này. Cái trắng muốt. Tai có chấm tí vàng này. Viền tai vàng thì bây giờ thì nhìn nó trắng đây. Trắng muốt này. Không biết lớn lên thì trắng hay là vàng. Bây giờ là nhìn là trắng đấy. Đực. Đực này. Mũi mũi nâu đen này. Mép là mép sẫm này. Mép là mép màu sẫm luôn. Răng đẹp. Mũi nâu đen. Mắt đen đẹp luôn. Quá đen luôn. Đực trắng. Em này là cọc tịt hai hạt. Đó. Đực trắng. Tai bắt đầu hơi có độ hơi lửng lửng một tí đó. Hơi độ kích kích một tí ở góc tai rồi. Rồi. Vẹn cái. Vẹn cái này hôm nay là vẹn cái đây là thạch sùng mắm ức này. Tứ túc mai hoa này. Chân chấm trắng nha. Chân chấm trắng này. Chân chấm trắng này. Chân này cũng chấm trắng này. Chân này cũng thế này. Đấy. Thạch sùng bám mức tứ túc mai hoa vẹn cọc tịt. Cái. Nếu mà theo nhân giống thì gọi là vẹn loang. Răng đẹp luôn. Theo nhân giống thì nó chỉ cần chấm một tí màu khác thì gọi là vẹn loang. Dân gian thì nó là thạch sùng bám mức tứ túc mai hoa. Con này cũng thế này. Ngực này, thạch sùng bám mức này. Chân chấm trắng này. Hai chân chấm trắng này, hai chân trước này, hai chân sau cũng thế này, chấm trắng này. Nhìn 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 cái màu lông chân đấy. Đây bốn chân này, đây từ từ đã. Để nhìn cái bốn cái chân của nó, đó. Bốn chân này, hai chân dưới chấm trắng, hai chân trên chấm trắng. Cái răng con nào cũng đẹp luôn. Vẹn này thì sắc tố thì nó quá tốt rồi. Đen xì luôn. Em đực này thì em đực này là bốn chân chấm trắng là nhiều hơn à. Nhưng mà em đực này thì nó đang có một gọi là theo cái kiểu cái dẹ ở khóe mắt này. Không hiểu sao tự nhiên nó lại có cọc tịt.
Em này thì cũng thạch sùng mắm ức. Và có đốm ở cỏ, ở trên cỏ này, gọi là đốm đầu đấy. Đốm đầu thì nuôi. Em được trắng tiếp. Răng đẹp luôn này, mép đen xì nhá. Được trắng nhưng mà sắc tố mép là đen xì luôn. Đó. Mắt đen thì khả năng là về sau là có thể khả năng là sẽ ra màu vàng nhá. Màu vàng hay màu trắng thì không biết, nhưng mà như bây giờ là màu là trắng tinh này. Nhưng mà mắt, sắc tố mắt của nó rất là đen, móng trắng, móng thì trắng rồi. Nhưng mà một là cái sắc tố mắt của nó rất là đen, hai là mép của nó rất là đen. Mép sẫm này. Đó. Mũi thì hơi nâu nâu, hơi phớt. Đấy, em đực trắng thứ hai. Em đực trắng này to hơn tí này. Em này là tai thì gần như là không có viền vàng. Em nãy là tai là có tí viền vàng. Ui giời, nhanh thế, ra đây nào. Xem nào. Em này có bị nấm ở khóe mắt không đây mà mắt ướt ướt này. Đây, em được trắng thứ ba. Em này thì tai cũng tương đối trắng. Em kia là đầu tai nó còn vàng luôn ở cả đầu tai cơ, nhưng em này chỉ có một tí mé bên cạnh là vàng thôi. Trắng hết này, em này thì mũi đen hơn. Em trắng được thứ ba này là mũi nó đen hơn. Mép thì nó đều rất là sẫm. Màu mép của nó đều rất là sẫm màu. Và mắt rất là đen. Mép sẫm thì từ bé đã thấy mép nó sẫm rồi. Em này thì mũi đen, tính ra này em này coi như em này là mũi đen nhất. Đó. Em này cũng cọc tịt luôn. À đây rồi, sờ đây rồi, 2K. Đều 2K. Đều là mũi đen hoặc là mũi nâu. Như vậy là có 3 con đực trắng. Mắt đều rất là đen, mép đen. Mép đen, mắt đen. Hai con mũi đen, một con mũi phớt nâu. À lúc nãy là xoay con cái chứ không phải là xoay con đực. Nãy là xoay con cái. Đây mới là con đực thứ ba. Nãy đầu tiên là con cái trắng, giữ lại con đực thứ ba này thì nó trắng hết luôn tai này. Tai trắng hết. Người trắng hết. Cũng là cọc tịt luôn. Mũi cũng đen hết. Mắt đen. Mép sẫm. Mép thì con nào mép cũng sẫm luôn. Đó. Màu mép, con nào mép cũng sẫm. Đủ. Tất cả mấy con đực đều 2K. Đói rồi hả? Đói chờ tí rồi ăn nhá. Mấy con vẹn này là xem hết rồi. Uống nước đi, mấy đứa uống nước đi. Con vàng, rồi. Xem nào. Cũng là 2K. Vàng này thì nhìn mặt nó tinh quái, ranh. Vàng này thì mép thì khỏi nghĩ rồi, sắc tố thì khỏi nghĩ rồi. Quá đẹp luôn. Tai bắt đầu hơi kênh kênh rồi. Con vàng này thì có tí đuôi. Cọc quýt. Còn em vàng này, em vàng có đuôi. Em vàng này cùng đàn, em vàng này có đuôi. Cái vẹn, ba con cái vẹn thì một con là vẹn sáng hơn. Hai con này là vẹn đen hơn này. Con vẹn sáng hơn là con kia thì con vẹn sáng nó có chủ rồi. Hai con này là chưa có này. Hai con này là chưa có chủ. Hai con này là vẹn mặt nó đen hơn. Hai con cái. Em ra đây nào. Ui xa. Em này là tướng hơi bị đẹp tướng luôn. Đấy. Hơi bị đẹp luôn, ăn no quá.
Quọ phá nghịch cái gì, quọ vào sứt cả mũi ra này. Sứt một tí vào mũi ra này. Quọ chui vào đâu? Chui rúc vào đâu mà sứt mũi ra? Cái con kia để quay cái con vẹn sáng màu này cái. Con này vẹn cái sáng màu hơn này là có chủ nhận rồi. Đây. Con này là sáng màu hơn trong ba con vẹn. Trong ba con vẹn cái. Mấy đứa ra kia chơi đi. Đó. Mấy em cọc con ấy. Mỗi con nó một tính, có con thì tính nó tự lập này, như con này nó cứ ra nó nghịch. Không biết nó nghịch cái gì mà nó xước một tí ở mũi ấy. Nó phi cào vào cái chỗ nào đấy. Con đấy là nó rất là tự lập, không bày đàn. Con nào ra nô với nó là thì nó chơi, còn không là nó một mình nó đứng một chỗ. Cào cấu cây cối, dứt cây. Đây quay chúng nó nô với nhau tí. Cả dàn luôn. 11 con thì có một con có đuôi. Kia là con ba màu và con vẹn. Một con vẹn nó di chuyển ở chỗ con ba màu nó chơi. Bình thường là cho chúng nó chơi ở nền sân và sân bê tông và sân đất. Hôm nay cho nó ra cái nền cỏ chơi nên nó phản. Con này nó thích luồn lách ở cái kiểu là cây cỏ. Và ra nền cỏ là nó sẽ đi vệ sinh ngay. Giống cọc này là nó ở rất là sạch và rất thân thiện môi trường luôn. Nếu mà nhà mà có vườn mà có cây là chắc chắn nó sẽ ra cái chỗ gốc cây nó vệ sinh. Tự bản năng của chúng nó luôn. Nếu mà giữa một cái chỗ đất trống và một chỗ cây, nó sẽ ra chỗ gốc cây nó vệ sinh. Em này là em ba màu này. Bạch cẩu hoàng đầu đây này. Thân bối nguyệt đây này. Tướng gọi là tướng chó đế vương đấy. Hơi hiếm gặp. Em vàng này thì là vàng rực. Em vàng này có chủ rồi này. Em đực này có chủ rồi này. Em đực này có chủ rồi, nhưng mà em đực này nó đang có cái dẹo mắt thì không biết là chủ nó có ok không. Sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ cái dẹo mắt cho nó. Nó là như kiểu là một cái dẹo mắt. Nó mọc theo kiểu cái nẹo, vậy cái nẹo. Sẽ phải cắt đi. Nói chung là tiểu phẫu đơn giản thôi. Nhà có phòng khám thì cái đấy thì nó đơn giản. Vàng sẫm ghê, con vàng này lớn lên nó sẽ vàng như là con cáo này. Vàng giống con bố. Con nào là con sủa? Ra sủa dọa gà. Vàng cút thế. Con vàng sủa. Kinh. Sủa dọa gà cái đấy. Vàng đấy là có chủ đặt rồi, em chấm đen này là có chủ đặt rồi này, còn mấy con trắng đực thì chưa. Mấy con trắng đực mấy người hỏi nhưng mà chưa có nhận ai cả. Để xem mặt mũi nó như thế nào. Với lại tai tiếc nó như thế nào. Đây. Nhưng mà như đến hôm nay nhìn thì là mặt của nó thì là rất là ok. Đầu to. Hôm nay là có thể nhìn nét con chó con được rồi. Đàn này là hơi hãm ăn một tí. Hơi hãm ăn một tí nhưng mà chúng nó cũng vẫn bụ. Hôm nay quay cái đàn mông cọc con. Để mà mọi người ai mà quan tâm thì những cái người mà đã đặt cọc rồi ấy, thì mọi người theo dõi cái đàn chó con. Lẽ ra là quay một hai cái video ở đoạn giữa rồi. Nhưng mà vì cái đợt vừa rồi nó mưa nắng thất thường quá, nó mưa rào liên tục. Thành ra là không cho nó ra ngoài chơi được. Chỉ để chơi ở trong khu chuồng thôi, nền sân thôi. Vì nó mưa liên tục ấy thì hửng một cái thì cái hơi đất nó bốc lên, nó khí nó độc. Nên là không cho ra ngoài.
nó nắng được. Hôm nay là ngày thứ ba thì mới cho ra. Hôm nay thì nó lại nắng quá. Này nắng 38 độ. Thì quay để cho mấy anh, mấy chị và mấy bạn là đã đặt mấy con rồi. Là thì mọi người theo dõi con chó con. Còn ai mà đang hỏi cái đàn chó con này thì có thể xem để chọn chó. Thì như cái đàn chó con này, 11 con này thì có một con đuôi dài. Còn 10 con đuôi cọc tự nhiên thì trong đấy là coi như là có một con là có gọi là đuôi cọc thỏ. Còn lại là đều là cọc tịt hết. Thì có 3 con đực trắng và 2 con vẹn là tìm chủ. 3 con đực trắng và 2 con cái vẹn là tìm chủ. Thì mọi người xem mà chọn con nào thì mọi người sẽ liên hệ với lại mình qua số điện thoại Zalo 0901008234. Thì mọi người liên hệ qua cái số điện thoại Zalo đấy. Có thể kết bạn Zalo, hay là các bạn mà có quan tâm đến giống chó của Việt Nam, cái giống chó ta khôn, là cái giống mông cọc và giống Bắc Hà, giống chó xù ấy. Thì mọi người cũng kết bạn để giao lưu. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Cái đàn chó con này thì mình sẽ quay video khoảng 10 ngày nữa, mình sẽ quay một cái video cho nó nữa. Là nó khoảng tầm 50 ngày, hơn 50 ngày một chút. Như ngày hôm nay là chính xác của chúng nó là 42 ngày. Coi như là hôm nay là đúng 6 tuần. Đúng 6 tuần tuổi là cho con nó lộ nét, là chọn được con cho con rồi. Bây giờ nhìn nét của nó là có thể áng chừng được khi trưởng thành nó như thế nào rồi. Vì cho con nó lộ nét là nó lộ cái nét của nó ở trong cái khoảng nó tầm từ 6 đến 8 tuần. Là cái nét nó giống nhất với con chó khi mà trưởng thành. Thì mọi người có thể xem để mọi người chọn. Còn 3 con cọc đực và 2 con cái vẹn. Còn mấy em kia thì có chủ rồi. Ok, xin chào mọi người.